giờ chiều cho đến 8 giờ tối ngày 11 tháng 8. Ở ngay góc đường Woodcrest và Blair, bên cạnh nhà Bank Chase và đối diện với là nhà hàng Kim Sơn. Ở đó có rất nhiều trò chơi như vẽ mặt nè, trượt nước nè. Có rất nhiều thức ăn và thức uống và có nhiều quà nữa như là phát phạt nè. Và còn được chụp hình với những nhân vật Disney nè. Hãy rủ các bạn mình đi được nhé. Quý vị hãy gọi đến Apple Dentist để lấy vé free 281 530 5050.